tiếp nối hành trình hoa cúc trắng tại trường tiểu học Lê Văn Tám, nơi mà nhà trường và thành đoàn Bảo Lộc đang nỗ lực để giúp đỡ kịp thời một đóa cúc trắng tội nghiệp. Xin chào thầy cô ạ, chào anh Tường. Thì vừa qua thì Đài Truyền hình Lâm Đồng chương trình Hoa Cúc Trắng cũng nhận được đơn của thành đoàn gửi lên về trường hợp của em ở trường tiểu học Lê Văn Tám. Thì qua đơn thì cũng thấy rằng là đây là một cái trường hợp cũng rất là éo le. Thì hôm nay cũng muốn hỏi thêm nhà trường cũng như là thành đoàn là vì sao cho tất cả những cái trường hợp mà mình đã nhận được từ các trường ấy, thì đây là cái trường hợp cần cái sự giúp đỡ kịp thời như thế nào? Báo cáo chị là qua các trường hợp gửi lên từ các đơn vị, chúng tôi thấy là trường hợp này tương đối khẩn cấp và cần được giúp đỡ ngay, bởi vì hoàn cảnh của em bố thì mới bị tai nạn điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, hiện tại là tay của bố thì bị cụt hai tay, khả năng lao động nó không còn nữa. Vậy thì nhà trường đã có những cái sâu sát và thăm nắm như thế nào? Hoàn cảnh hiện tại của em là hết sức khó khăn, bởi vì là bố là lao động chính trong gia đình, mẹ thì hơn một năm nay là mẹ không quan tâm đến ba bố con. Thì anh trai cả thì đã nghỉ học đi làm thuê, nên bố thì như anh Tường vừa nói là bị tai nạn, điện giật và cụt hai tay, rồi chấn thương não. Đó. Thì nguy cơ là vì hiện nay là cháu đang ở với ba bố con đang ở với bà nội, mà bà nội thì cũng khá lớn tuổi rồi, gần 80 tuổi. Thì thấy rằng là có với cái trường hợp này thì có thể là em sẽ có nguy cơ là nghỉ học, nên là nhà trường cũng phát động cái phong trào là quyên góp ủng hộ cho cháu để hỗ trợ một phần nào cho em bước qua cái giai đoạn khó khăn này. Nắm được cái tình hình mà thành đoàn cũng như là nhà trường vừa trao đổi, thì chương trình Hoa Cúc Trắng cùng với lại tất cả những tấm lòng nhân ái thì cũng rất muốn là sẽ giúp đỡ được em trong cái lúc mà khó khăn nhất này. Thì bây giờ thì có lẽ là nhờ thầy cô cùng với lại đoàn thì sẽ đưa ekip chương trình Hoa Cúc Trắng xuống để trực tiếp thăm nhà và hiểu rõ hơn hoàn cảnh em, đúng không ạ? Đúng. Vụ tai nạn lao động hơn 2 tháng trước đã cướp đi cả hai cánh tay của anh Hoàng Thanh Lâm, và còn đó dấu vết của chấn thương sọ não. Mỗi sự quan tâm, động viên của người thân, bà con láng giềng và cả thầy cô nơi mái trường cậu con út đang học khiến anh Lâm ấm lòng hơn, giúp anh thêm nghị lực chống chọi và phục hồi bệnh tật. Nhưng nhìn hoàn cảnh ấy, ai cũng không khỏi xót xa. Như em cũng biết đó, hoàn cảnh của gia đình rất là khó khăn, éo le. Nhưng là chị vừa là giáo viên chủ nhiệm, vừa là hàng xóm, nhưng cũng hay qua thăm hỏi em. Thì đầu năm thì được chủ nhiệm lớp đấy thì tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình em là rất là đáng thương. Bố thì mẹ thì không có ở nhà, bỏ đi. Còn chỉ có ba cha con ở nhà thôi, mà không may thì bố đi làm lại bị tai nạn lao động, điện giật, cho nên là hoàn cảnh đáng thương lại giờ lại càng đáng thương hơn nữa, không có ai chăm sóc em. Thì mọi việc bây giờ là phụ thuộc vào bà nội. Bà thì già ngoài 70 rồi, cho nên là rất là khó khăn. Nhà trường, ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo nhà trường, hội phụ huynh của tất cả các em trong nhà trường rất là thương, cho nên là nhà trường đã kêu gọi tất cả phụ huynh trong trường chứ không phải riêng về lớp đâu, ủng hộ giúp em có một chút xíu quà nhỏ thôi để động viên tinh thần là chính, để lo cho em học hành. Cho nên là cũng mong chương trình thấy có hoàn cảnh như vậy thì cũng giúp đỡ em, cho em có điều kiện để ăn học sau này nữa, tại vì mới có lớp 2 thôi, rất là khó khăn. Trước mắt bây giờ thì thấy cũng tạm ổn, nhưng mà vài năm nữa rồi thì rất là khó khăn, không biết là em sẽ đi về đâu. Hoàng Thiên Nhật, em bé mới học lớp 2 này, đã quen với việc cùng bà nội và anh chăm sóc bà. Cũng hơn 2 tháng nay là những chuỗi ngày đau đớn tột cùng với bà nội Nhật. Bà thương con hạnh phúc chẳng lành,
thân gả chồng nuôi con đã khốn khổ, lại thêm tai họa ập đến. Mỗi lần nhìn con, lòng bà lại thắt ruột, thắt gan. Nước mắt ngược vào trong, dồn nén không nổi, xót con lại trực trào. Bà muốn giấu con, giấu những khốn khổ của gia đình, giấu những tâm tư của người mẹ, để con lấy lại tinh thần. Nhưng bà không làm nổi. Bà, thì bệnh của anh mấy bữa nay con đã đỡ hơn chưa bà? Mình bữa nay chắc nó cũng hơi được, chú chỉ cùng cỡ một chút đến bây giờ. Ăn được rồi, hay cũng lành hơn. Nghe nói là khi mà bị như vậy là mình phải mất 2 lần để phẫu thuật cho anh, và cứ 2 lần tay. Vâng, mình cứ một cánh tay là 2 lần. Lúc đầu nó mới bị đấy ba, rồi nó chết đấy ba, cù ló rồi một thời gian là cháu nó xuống bệnh viện dưới á, mấy anh em cứ điên về đi dậu mẹ đi cũng cứ khóc suốt thắng trương, lo cho nó chờ nó chết đi rồi có nó ngoài nuôi. Bây giờ thì đỡ hơn một chút, thế nhưng mà chắc chắn là bà vẫn còn lo cho sau này nữa đúng không ạ? Vâng, bà lo cho cháu, là cho em, cho con bà về sau. Sau này bà già cả rồi, không biết ai lo cho nó rồi, con cái của nó nữa. Thế còn là mẹ của... Mẹ của Nhật thì là... Đại dưới là đi lai lai lòng lâu rồi. Thế nhưng đi Hàn một năm nay, từ bữa cháu vô học lớp 1 cho đến giờ cháu vô học lớp 2 là một năm trường rồi đấy. Nghĩ đến nơi con suốt nữa thì người làm ăn không sao, trái chân đầy đủ đến nữa đi nơi sau lại thì là đen đùi đó. Mất hết cả 2 cánh tay thì chứ lấy chi đến để... Có cơm mà không ăn được chứ đừng có nói chuyện lên như thế đó. Vừa thương Nhật là hoàn cảnh mẹ. Trời, mặt đỏ hai trái, trời răng dài. Bà thì gần đất xa trời rồi, giờ tụi mình thương con tới sao. Cậu bé này đã phải nghỉ học để phụ bà chăm bố và chuẩn bị cho những công việc sắp tới em phải đi làm, lo cuộc sống cho gia đình thay bố, và cũng để nhường lại cơ hội học tập cho em trai của mình. Nhật tuy nhỏ nhưng hiểu rõ những gì đang diễn ra. Em thương bà, thương bố, thương người anh của mình. Mọi đau đớn tủi hờn trong người cha lặn vào trong. Đỡ đau là anh Lâm gắng dậy. Lúc này với anh chỉ còn một mong muốn duy nhất, là không vì mình mà đứa con thứ hai phải tiếp tục bị thất học. Ngoài kia sẽ còn bao chông gai, biến cố ập đến gia cảnh này. Ngoài kia nắng ấm tình người có chan chứa để sưởi ấm những nỗi đau bế tắc cho người cha khốn khổ, cho người mẹ già nặng gánh cháu con, và cho Thiên Nhật một cơ hội được cấp sách tới trường.